làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cái con ta, một cây kéo, một chiếc bút chì, một cây thước kẻ. Mình có nhiều cái cây màu nước như thế này để lát mình vẽ và trang trí nhá. Không thể thiếu đó chính là keo dán. Ở đây mình sử dụng keo nén để dán nhá. Mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại hồ dán, các loại băng dính có thể dính được giấy ra được nhá. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị 3 tờ giấy màu. Mình có màu cam, màu xanh lá cây và màu đen. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần đầu của con gấu trước. Phần đầu của con gấu này thì mình sẽ để bằng màu đen nha. Mình sẽ dùng cái con ta và xoay ra đây một hình tròn. Bán kính của cái hình tròn này mình để là 6 cm. Giờ mình sẽ cắt hình tròn này ra. Mình sẽ cắt nó ra. Sau khi mình đã cắt ra một hình tròn màu đen như thế này, bước tiếp theo mình sẽ đi làm cái phần tai của con gấu. Phần tai mình sẽ sử dụng bằng màu xanh và màu cam. Trước tiên mình sẽ đi cắt màu xanh trước nha. Mình sẽ cắt ra hai mảnh giấy to như thế này và dùng bút chì vẽ cái tai ra đây. Mình sẽ vẽ nốt cái này nha. Rồi mình sẽ cắt cái hình này ra. Như vậy là mình đã cắt xong hai cái tai màu xanh. Sau đó mình sẽ cắt ra hai cái hình trái tim màu cam. Sẽ cắt ra hai mảnh giấy như thế này. Sau
sau đó gấp nó lại. Cái này nữa nha. Sau đó mình sẽ dùng cái bút chì để vẽ cái trái tim ra đây. Giờ mình sẽ cắt trái tim ra. Giờ mình sẽ gắn lên cái phần tai màu xanh. Như vậy là mình đã làm xong hai cái tai màu xanh có gắn trái tim cực kỳ đáng yêu như thế này. Bây giờ mình sẽ dán lên cái tờ giấy màu đen này nhé. Như vậy là mình đã dán xong hai cái tai này.